Mến chào quý vị khán giả, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, bản tin 24 giờ sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin thực sự hữu ích. Ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Hồng Kông, Trung Quốc oằn mình đối phó bão Nu trong ngày thứ tư. Đài quan sát khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc lên kế hoạch phát tín hiệu cảnh báo số 1. Nếu bão Nu suy yếu dần và đến gần khu vực lân cận cửa sông Châu Giang, sẽ có gió khá mạnh đi kèm mưa rào vào thứ Sáu và cuối tuần, cơ quan này dự đoán. Hồng Kông, Trung Quốc đã bị siêu bão Sao La tấn công vào đầu tháng trước, nhưng tương đối bình yên vì chính quyền đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, một trận mưa lớn, được chính phủ mô tả là sự kiện 500 năm mới có một, đã làm ảnh hưởng nặng nề, gây ra lũ quét ở các khu vực như Won Chai, Chai Won, Hau Kay Won, Kong Tai Sin, Vịnh Co Wai, Tai Po, Gia Tao Cốc, Rui, Mong Cốc và Heo. Cục Phát triển và Kỹ thuật Xây dựng cho biết, quá trình khắc phục thiên tai vẫn gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Quốc San Tuen, một cư dân 70 tuổi ở EU White House, gần nơi xảy ra vụ sập, chia sẻ, tôi chỉ hy vọng tình trạng sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. Một người dân khác tên Lee, sống tại EU Minh House, tỏ ra lo sợ bão Nu sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn. Chúng tôi đang lo lắng nguy cơ sạt lở, cô nói. Lee Ching Hat, Azer, thành viên hội đồng quận phía đông, cho biết những tảng đá chất đống trên sườn dốc khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Hy vọng các khu vực bị ảnh hưởng có thể hoạt động trở lại trong vòng 3 đến 6 tháng. Khung thời gian chính xác phụ thuộc vào thời tiết và đánh giá bổ sung của chúng tôi, ông Lee nói thêm. Ủy viên hội đồng quận phía Nam Pol Jit Me Man thông tin, người dân trong khu vực đang có tâm lý lo lắng khi bão Nu kéo đến vì công tác khắc phục thiệt hại do bão Sao La vẫn chưa hoàn tất. Bão Sao La kèm theo lượng mưa lớn khiến cống thoát nước bị tắc do lá, cành cây và mảnh vụn, không thể hoạt động hết công suất, ông nói. Mối lo ngại không nhất thiết phải là lở đất vì người dân phải ở yên tại chỗ khi có bão Nu. Điều đáng lo ngại là tình hình giao thông. Cập nhật từ bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm bão Nu ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Cách phía nam đảo Đài Loan khoảng 300 km về phía đông, đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Trong 24 giờ tới bão Nu di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 121,0 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Nam Đài Loan, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm do bão ở 20,0 đến 25,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119,0. Trong 48 giờ tới, bão Nu giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông cách Phúc Kiến, Trung Quốc 220 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm của bão ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0, phía Đông kinh tuyến 116,5. Trong 72 giờ tới bão đổi hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão ở phía Bắc vĩ tuyến 21,0, phía đông kinh tuyến 115,0, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Về tác động của bão Nu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 tháng 7, từ đêm 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao 2,0 đến 4,0 m, từ đêm 4 tháng 10, sóng biển cao 4,0 đến 6,0 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6,0 đến 8,0 m. Theo tin bão mới nhất, còn 1 giờ ngày 4 tháng 10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Nu mạnh cấp 14, 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Nu tăng cấp nhanh chóng, bão Nu bắt đầu xuất hiện vào ngày 27 tháng 9, khi một vùng áp thấp nhiệt đới hình thành gần đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana. Tới ngày 29 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển đến giữa biển Philippines. Trong suốt cuối tuần, Nu đã tăng cấp lên bão nhiệt đới. Tốc độ gió duy trì tối đa từ 63 đến 118 km/h vào ngày 30 tháng 9 và 120 đến 152 km/h vào mùng 1 tháng 10. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 2.1, bão Nu tiếp tục mạnh lên khi di chuyển về phía tây qua biển Philippines. Một cơn bão khác gần đây ở Tây Thái Bình Dương cũng mạnh lên nhanh chóng là bão 2, được Philippines đặt tên là Hanna, di chuyển qua lưu vực từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9.
Bão Hai có đường đi tương tự như bão Nu. Nó di chuyển về phía tây qua phía bắc biển Philippines và đổ bộ miền nam Đài Loan và tây nam Trung Quốc đại lục. Bão Hai tăng cấp trong vòng chưa đầy 24 giờ trước khi đổ bộ đất liền, trong khi bão Nu dự kiến sẽ giảm dần cường độ gió khi đến gần Đài Loan và đông nam Trung Quốc. Bão Hai là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền Đài Loan trong 4 năm, sau bão Bai Lu năm 2019. Đài Loan, Philippines, Trung Quốc ứng phó với tác động của bão Nu. Nu dự kiến sẽ chuyển hướng nhiều hơn về phía Tây vào ngày 4 tháng 10 và dự kiến sẽ đi qua hoặc gần bán đảo Hoàng Xuân của Đài Loan vào đêm 4 tháng 10 hoặc sáng 5 tháng 10. Theo AccuWeather, các đợt mưa lớn và gió giật đã đến hoặc đang tiến gần đến các khu vực Batanae, quần đảo Babuzan và phía bắc Luzon, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất của Philippines, vào tối 3 tháng 10. Lượng mưa trung 25-50mm sẽ lan khắp khu vực phía bắc Luzon của Philippines, phía tây và phía bắc Đài Loan, cũng như một phần phía đông nam Trung Quốc. Lượng mưa từ 50-100mm có thể xảy ra dọc theo các vùng sườn dốc ở phía đông Đài Loan và dọc theo bờ biển phía đông nam Trung Quốc, trong khi lượng mưa 100-200mm có thể lan dọc về phía đông nam và bờ biển phía đông miền trung Đài Loan. Tổng lượng mưa có thể dao động trong khoảng 200-300mm trên khắp cực đông nam của Đài Loan. Mưa lớn ở mức độ này có thể gây ra các tác động như lở đất, ngập lụt, lũ quét và hư hỏng công trình. Khi trường gió của cơn bão mở rộng, gió giật 180 km/h có thể xảy ra ở vùng cực nam Đài Loan và Batanae, Philippines. Tác động từ bão Nu có thể được cảm nhận trên khắp miền đông nam Trung Quốc sớm nhất là vào ngày 6 tháng 10 khi bão dần dần di chuyển về phía tây vào nửa trên của Biển Đông. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cảnh báo rằng các điều kiện thời tiết trên biển Philippines có thể vẫn còn thuận lợi cho sự phát triển của các vùng áp thấp hoặc bão vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới vào thời điểm này vẫn còn thấp, nhưng bất kỳ hệ thống nào hình thành đều có khả năng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hoặc Tây Bắc. Mùa bão Tây Thái Bình Dương hàng năm diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10. Hoạt động của bão vẫn có thể xảy ra trên khắp lưu vực Thái Bình Dương từ tháng 11 đến tháng 4. Mặc dù ít hơn, bão Nu được cảnh báo sẽ gây ra mưa và lũ quét ở Philippines. Philippines đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do bão Nu gây ra. Từ áp thấp nhiệt đới, Nu trở thành bão vào thứ hai. Theo cơ quan khí tượng Philippines, Pagasa, bão Nu, hay còn gọi là bão Jenny ở Philippines, có tâm bão cách Apari, phía bắc tỉnh Cagayan 675 km, 419,4 dặm về phía đông. Với sức gió tối đa 120 km/h và gió giật lên tới 150 km/h, bão Nu đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 10 km/h. Bão Nu gây mưa và dông ở đảo chính Luzon, được dự báo sẽ rời khỏi lãnh thổ Philippines vào thứ Năm tuần này, rồi đổ bộ vào phía Nam Đài Loan. Từ 1.9 đến nay, Philippines chỉ đạo đóng cửa các cơ quan nhà nước, bao gồm cả ngân hàng trung ương, do ảnh hưởng từ nhiều cơn bão. Khoảng 20 cơn bão đi qua Philippines mỗi năm, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3 tháng 10, vị trí tâm bão Nu ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167-183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Trong 24 giờ tới, bão Nu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 122,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, vùng nguy hiểm do bão từ 19,0 đến 24,0 Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 120,0. Trong 48 giờ tới, bão Nu vẫn giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h, di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão ở phía bắc vĩ tuyến 20,0, phía đông kinh tuyến 117,0. Trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Về tác động của bão Nu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6 tháng 7, từ đêm 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2,0 đến 4,0 m, từ đêm 4 tháng 10, sóng biển cao 4,0 đến 6,0 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6,0 đến 8,0 m, gần tâm bão sóng cao 6,0.
tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để biên tập viên chúng tôi có thêm động lực gửi đến quý vị và các bạn những video thực sự hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.